Hello everyone. Welcome back to English 6. Today we continue Unit 7, Television. And the lesson today is A Close Look 2. In this lesson, we will study how to use WH questions and some popular conjunctions in compound sentences. Mến chào các em, rất vui được gặp lại các em trong bài học kế tiếp nhé. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài số 7, Television. Và bài học cụ thể ngày hôm nay thầy sẽ dạy cho các em, đó là phần A Closer Look 2. Trong bài học này, thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta sử dụng thứ nhất là những từ dùng để hỏi, thứ hai là các liên từ phổ biến mà chúng ta sử dụng trong câu ghép. Để hiểu rõ nội dung của bài học ngày hôm nay, thầy mời các em cùng thầy tìm hiểu từng phần của bài học nhé. Okay. First one, WH questions, có nghĩa là từ để hỏi. Okay. Sau khi các em quan sát và thấy tên gọi của phần bài học này, thì chúng ta có thể hình dung ra được từ để hỏi là một cái từ gì đó trong tiếng Anh mà nó chỉ xuất hiện trong câu hỏi mà thôi. Okay. Như vậy thì cụ thể đó là những từ nào? Thì mời các em quan sát hoạt động thứ nhất, cuộc đối thoại giữa hai người nhé. Activity 1. Read the conversation and underline the question words. Hoạt động thứ nhất, đọc qua bài đối thoại và gạch chân những từ để hỏi. Nhìn vào trong bài đối thoại thì các em thấy bạn nữ có đặt 3 câu hỏi và bạn nam có trả lời 3 câu trả lời. Bây giờ chúng ta cùng đọc qua bài đối thoại này trước nhé. Hi phone. What are you doing tomorrow? I'm going to a book exhibition. Where is it? It's in Van Ho Street. How long is it on? From the 4th to the 7th January. Okay, bây giờ thầy nhờ các em tìm giúp thầy những từ để hỏi trong các câu hỏi này là những từ nào nhé. Và sau đây là đáp án của chúng ta. Nếu bạn nào tìm được những từ sau đây là coi như chúng ta đã chính xác. Ở câu hỏi thứ nhất, chúng ta có từ để hỏi là what. Ở câu thứ hai, từ để hỏi là where. Và ở câu thứ ba, từ để hỏi là how long. Ok, như vậy thì qua ba câu hỏi của bạn nữ và từ để hỏi mà chúng ta mới vừa tìm ra, bạn nào có thể cho thầy biết vị trí của từ để hỏi thông thường chúng ta đặt ở chỗ nào của câu hỏi? Ok, và đáp án của chúng ta là từ để hỏi thường được đặt ở đầu mỗi câu hỏi. Thầy mời các em ghi đặc điểm thứ nhất của từ để hỏi vào sổ của mình để chúng ta ghi nhớ và sử dụng nhé. Ok, thì ngoài ba từ để hỏi mà chúng ta mới vừa gặp ở hoạt động thứ nhất ra,
Liệu trong tiếng Anh còn từ để hỏi nào nữa không? Và những từ để hỏi đó có ý nghĩa là gì? Ok, thầy mời các em sang hoạt động thứ hai để chúng ta tìm hiểu nhé. Activity 2. Match each question word with the information it needs. Các em hãy nói những từ để hỏi với những thông tin mà nó cần. Nó ở đây tức là từ để hỏi đó mấy em. Trong bài tập này, chúng ta có hai cột. Cột bên tay trái là question word, có nghĩa là từ để hỏi. Chúng ta có 7 từ để hỏi là when, how many, how often, what, where, who và why. Ở bên tay phải, chúng ta có 7 thông tin tương ứng với mỗi từ để hỏi gồm có thing, time, people, reason, repetition, number, place. Để giúp các em tìm được đáp án chính xác và dễ dàng hơn, thầy sẽ gợi ý cho các em ý nghĩa của những thông tin được cho trong cột bên tay phải nhé. Và sau đây là đáp án của chúng ta. Các em hãy kẻ bảng từ để hỏi, ý nghĩa của từ để hỏi và cách sử dụng của nó vào trong sổ học của mình để chúng ta ghi nhớ nhé. Các em lưu ý, mỗi từ để hỏi đều có ý nghĩa khác nhau, được dùng để hỏi về những thông tin khác nhau. Vậy để sau này chúng ta có thể sử dụng từ để hỏi một cách chính xác để đặt câu hỏi cho mình, thầy yêu cầu chúng ta cần phải học thuộc từ để hỏi và ý nghĩa riêng của nó nhé.
Activity 3. Use the question words in the box to complete the conversations. Then listen and check your answers. Sử dụng những từ để hỏi được cho ở trong khung để hoàn thành bài đối thoại. Sau đó, các em nghe và kiểm tra lại đáp án của mình. Trong bài tập này, trong khung cho chúng ta 5 từ để hỏi, gồm có when, who, what, where và how often. Trước khi làm bài tập, thầy mời các em hãy kiểm tra lại xem ý nghĩa của những từ để hỏi này là gì. Và chức năng của nó, chúng ta dùng để hỏi về những thông tin gì? Ok, sau đây chúng ta có 3 bài đối thoại, gồm có Conversation 1, Conversation 2, Conversation 3. Các em hãy suy nghĩ cẩn thận để sử dụng đúng từ để hỏi nào, phù hợp với khoảng trống nào nhé. Thầy gợi ý cho các em cách làm như sau. Để biết chúng ta dùng từ để hỏi nào cho câu hỏi, các em hãy kiểm tra xem câu trả lời ở phía sau câu hỏi đó đang trả lời về thông tin gì. Nếu câu trả lời về thông tin nào thì câu hỏi từ để hỏi được dùng để hỏi về thông tin đó. Ví dụ, trong câu trả lời về nơi chốn thì chúng ta dùng từ để hỏi về nơi chốn. Câu trả lời về người thì câu hỏi chúng ta dùng từ để hỏi về người. Câu trả lời mà trả lời về thời gian thì câu hỏi chúng ta cũng dùng từ để hỏi về thời gian. Thầy gợi ý như vậy các em có hiểu không? Ok, nếu đã hiểu thì mời các em bắt đầu suy nghĩ làm bài nhé. Sau đây là đáp án của chúng ta. Unit 7. Television, page 9, a closer look, 2. Activity 3. Use the question words in the box to complete the conversations. Then listen and check your answers. Conversation 1. How often do you watch TV? Not very often. 2 or 3 times a week. What do you watch? It depends. But I like talent shows the most. Conversation 2. Who do you like the most in Doraemon? Nobita. He's so funny. Conversation 3. When do you play football? Usually on Saturday or Sunday. Where do you play? In the yard. Conversation 1. Bạn A đặt câu hỏi, How often do you watch TV? Bạn B trả lời, Not very often, 2 or 3 times a week. Bạn A hỏi là, bạn thường xuyên xem TV như thế nào? Bạn B trả lời là, không có thường xuyên lắm, khoảng 2-3 lần một tuần thôi. Tiếp tục bạn A hỏi là, What do you watch? Bạn xem chương trình gì? Bạn My trả lời là It depends, but I like talent shows the most. Cũng tùy thôi. Nhưng mà tôi thích những chương trình tìm kiếm tài năng nhất. Bài đối thoại thứ hai, Conversation 2.
Bạn A hỏi, Who do you like the most in Doraemon? Bạn B trả lời, Nobita. He's so funny. Bạn A hỏi là bạn thích nhân vật nào nhất hoặc là bạn thích ai nhất trong truyện Doraemon? Bạn B trả lời là Nobita. Cậu ta rất là hài hước, rất là téo. Bài đối thoại thứ ba, Conversation 3. Bạn A hỏi, When do you play football? Bạn B trả lời, Usually on Saturday or Sunday. Khi nào bạn chơi bóng đá? Bạn B trả lời là, Thường xuyên là vào thứ bảy và chủ nhật. Bạn A hỏi, Where do you play? Bạn B trả lời, In the yard. Bạn A hỏi là bạn chơi ở đâu? Bạn B trả lời là trên sân. Như vậy là các em đã thấy được sự liên quan của từ để hỏi trong câu hỏi và nội dung của câu trả lời chưa? Rõ ràng là từ để hỏi hỏi về việc gì thì câu trả lời sẽ trả lời về việc đó. Hỏi về người thì trả lời về người, hỏi về vật thì trả lời về vật. Hỏi về nơi chốn thì trả lời về nơi chốn. Hỏi về thời gian thì trả lời về thời gian. Hỏi về tần suất thì trả lời về tần suất. Ok, thầy mời các em sửa bài vào trong sổ của mình nhé. Now let's go to the next part of the lesson, conjunctions in compound sentences, but, so, and. Bây giờ thầy mời các em sang phần kế tiếp của bài học nhé. Trong phần này thì chúng ta sẽ học 3 liên từ trong câu ghép, đó là liên từ but, liên từ so, liên từ and. Trước khi vào bài học, bạn nào có thể cho thầy biết ý nghĩa của chữ but? Hoặc là chữ so, hoặc là chữ and, nghĩa tiếng Việt là gì không? Ok, but có nghĩa là nhưng hoặc là nhưng mà. So có nghĩa là vì vậy hoặc là vì thế. And có nghĩa là và. Ok, bây giờ thầy mời các em vào bài học chính để chúng ta xem coi cách sử dụng của ba liên từ này trong câu ghép như thế nào nhé. Quan sát phần remember, chúng ta thấy We use conjunctions to combine two clauses into a compound sentence. Chúng ta dùng liên từ để nối hai câu lại với nhau thành một câu ghép. Như vậy, câu ghép có nghĩa là mình ghép hai câu riêng lẻ lại với nhau. Bây giờ, thầy mời các em quan sát các ví dụ câu ghép như thế nào nhé. Câu thứ nhất, I like watching cartoons, but my brother likes watching sports. Tôi thích xem phim hoạt hình, nhưng mà em trai của tôi thì thích xem thể thao. Câu thứ hai, I enjoy sports, so I spend a lot of time outdoors. Mình thích thể thao, vì vậy mình dành nhiều thời gian để chơi ở ngoài trời. Câu thứ ba, I'm helping decorate the house, and my brother is busy cooking. Tôi đang giúp trang trí ngôi nhà, và anh trai tôi thì đang bận nấu ăn. Như vậy các em thấy trong mỗi câu chúng ta đều có hai ý ở phía trước và phía sau các liên từ but, so, and. Và phía trước các liên từ but, so, and, các em có thấy dấu câu gì không?
Ok, đó là dấu phẩy. Trong tiếng Anh thì chúng ta thường dùng dấu phẩy để ngăn cách hai mệnh đề của câu ghép nhé. Bây giờ, bạn nào có thể nhắc lại cho thầy ý nghĩa bằng tiếng Việt của chữ but, so và and là gì được không? But có nghĩa là gì? So có nghĩa là gì? And có nghĩa là gì? Ok, bây giờ thầy mời các em sử dụng các liên từ but, so, and để nói những cặp câu sau đây nhé. Activity 4. Match the beginnings with the endings. Hoạt động thứ tư. Các em hãy nói phần đầu và phần cuối của một câu ghép lại với nhau. Ok, như các em nhìn thấy trong bài tập của chúng ta, gồm có một bảng có hai cột. Cột bên tay trái là beginnings, có nghĩa là phần đầu. Và cột bên tay phải là endings, nghĩa là phần cuối. Các em hãy đọc kỹ xem câu nào bên phần đầu nó phù hợp với câu nào bên phần cuối để chúng ta ghép lại thành một cặp câu cho nó hoàn chỉnh nhé. Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu qua ý nghĩa của những câu được cho trong bài tập. Rồi chúng ta sẽ suy nghĩ và ghép lại nhé. Đầu tiên là cột bên tay phải, phần beginnings. Number one, I like animal programs. Tôi thích những chương trình động vật. Number two, I'll get up early tomorrow. Ngày mai mình sẽ dậy sớm. Number three, sometimes we read books. Đôi khi chúng tôi đọc sách. Number four, my little brother can color pictures. Em trai nhỏ của tôi có thể tô màu cho những bức tranh. Number five, we love outdoor activities. Chúng tôi thích các hoạt động ngoài trời. Tiếp theo là ở cột 2, phần endings, phần cuối của câu. Ta có A, so I can be at the stadium on time. Vì vậy tôi có thể đến sân vận động đúng giờ. B, but he can't draw. Nhưng mà cậu ta không biết vẽ. C, and my brother likes them too. Và em trai tôi cũng thích chúng. D, so we spend every Saturday playing sports. Vì vậy chúng tôi dành mọi ngày thứ bảy để chơi thể thao. E, and sometimes we play sports. Và đôi khi chúng tôi chơi thể thao. Ok, bây giờ thầy mời các em đọc kỹ và ghép những câu này lại sao cho nó phù hợp với ý nghĩa nhé. Sau đây là đáp án của chúng ta. Câu số 1 nói với câu C. Câu số 2 nói với câu E. Câu số 3 nói với câu I. Câu số 4 nói với câu B. Và câu số 5 nói với câu D. Sau đây thầy mời các em ghi đầy đủ đáp án của từng câu vào trong sổ học của mình nhé.
Activity 5. Use and, but, or so to complete the sentences. Sử dụng các liên từ and, but hoặc là so để các em hoàn thành những câu sau đây. Bài tập chúng ta có 5 câu. Thầy mời các em đọc và tìm hiểu nội dung của các câu bài tập và chúng ta điền các liên từ sao cho nó phù hợp nhé. Sau đây là đáp án của chúng ta. Number 1. I'm tired, so I go to bed early. Tôi cảm thấy mệt, vì vậy tôi đi ngủ sớm. Number 2. My sister is good at school, but I'm not. Chị tôi học rất giỏi, nhưng tôi thì không. 3. We train hard, so we won the game. Chúng tôi đã luyện tập chăm chỉ, vì vậy chúng tôi đã giành thắng lợi trong trận đấu. 4. The program is interesting, but it's too long. Chương trình thì hay, nhưng nó quá dài. 5. I'll write him some instructions, and I hope he'll follow them. Tôi sẽ viết cho anh ta vài hướng dẫn, và tôi hy vọng là anh ta sẽ làm theo chúng. Các em có làm đúng hết bài tập này không? Nếu câu nào sai, chúng ta hãy tự sửa lại cho mình nhé. Qua các bài tập mà nãy giờ chúng ta đã làm về các liên từ and, but và so, chúng ta rút ra kết luận về cách sử dụng của ba liên từ này trong câu ghép như sau. And có nghĩa là và. Chúng ta dùng liên từ and để thêm thông tin vào câu nói. Tức là sau khi chúng ta nói xong câu thứ nhất, chúng ta thêm một câu nữa để bổ sung trong câu thứ hai. But có nghĩa là nhưng. Chúng ta dùng liên từ but để diễn tả sự khác biệt của hai vế trong câu nói. Có nghĩa là câu nói phía trước và câu nói phía sau, nghĩa của nó đối lập nhau, nó khác biệt nhau. Và cuối cùng là liên từ so. Vì vậy, vì thế. Chúng ta dùng liên từ so để diễn tả kết quả của hành động trong câu nói. Có nghĩa là câu nói phía trước là nguyên nhân và câu nói phía sau là kết quả. Thí dụ như ba câu bài tập mà chúng ta mới vừa làm ở bài số 5. I'll write him some instructions and I hope he'll follow them. Tôi sẽ viết cho cậu ta vài sự hướng dẫn và tôi hy vọng cậu ấy sẽ làm theo chúng. Như vậy chữ và này là chúng ta thêm thông tin cho câu phía trước. Câu thứ hai, My sister is good at school, but I'm not. Chị gái tôi thì học giỏi, nhưng tôi thì không. Đấy, các em thấy sự đối lập, sự khác biệt giữa câu trước và câu sau. Và câu ví dụ cuối cùng, I'm tired, so I go to bed early. Tôi cảm thấy mệt, vì vậy tôi sẽ đi ngủ sớm. Đấy, các em thấy câu ở phía trước là nguyên nhân và câu ở phía sau là kết quả. Nguyên nhân là mệt nên kết quả là đi ngủ sớm. Các em nhớ ghi chép bài đầy đủ nhé. Và nhớ học thuộc các liên từ và cách sử dụng của chúng để chúng ta còn sử dụng cho những bài học tiếp theo. Ok, bài học của chúng ta tạm dừng ở đây.
Thầy hẹn gặp lại các em ở bài học kế tiếp nhé. Đó là phần Skills 1. Okay, goodbye. See you later.